nghi phạm sát hại người ở Thái Bình bị bắt khi đang lẩn trốn ở Kon Tum. Tài xế tông người tử vong, kéo vào lề đường rồi bỏ trốn. Diễn biến mới vụ trung tâm dạy trẻ tự kỷ bị phốt cắt xén đồ ăn. Triệt phá đường dây ma túy siêu khủng. Chưa Tết nhiều nhà xe đã treo biển hết vé. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp một bị can trong vụ án xảy ra trên địa bàn khi đối tượng này đang lẩn trốn ở tỉnh Kon Tum. Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng lúc 1 giờ rạng sáng ngày 24 tháng 1, tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Vũ Văn Hiệu, sinh năm 1994, trú tại thôn Đò Neo, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, là bị can bị truy nã nguy hiểm theo quy định tại khoản 2 điều 123 Bộ Luật Hình sự. Theo hồ sơ vụ án, Vũ Văn Hiệu và anh Vũ Văn Tê, sinh năm 1980, trú cùng thôn, có quan hệ họ hàng, Hiệu là con chú ruột, anh Tê là con bác. Ngày 4 tháng 6 năm 2023, do phát sinh cãi cọ, Hiệu dùng dao tự chế hành hung anh Tê, dù được nhiều người can ngăn. Tiếp đó, kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh Tê được xác định là 36%. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các nhân chứng, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trước đó, quá trình cơ quan điều tra triệu tập Hiệu lên làm việc thì đối tượng vắng mặt tại địa phương, không rõ đi đâu. Sau khi Hiệu bị khởi tố, do bị can không chịu ra trình diện, tiếp tục vắng mặt tại địa phương, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với đối tượng và tiến hành chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Sau một thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đã xác định được nơi Hiệu lẩn trốn và tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng trong sự ngơ ngác của y. Thời điểm bị bắt giữ, Hiệu đang lẩn trốn tại khu vực đồi khoai thuộc thôn Đắc Rơ Hoàng, xã Đắc Spi, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Sau khi tiến hành các thủ tục có liên quan, lực lượng công an đã tiến hành di lý đối tượng về Thái Bình để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tối ngày 24 tháng 1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong ở tỉnh Bình Định, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo Thượng tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định, qua rà soát các nguồn dữ liệu, lực lượng chức năng xác định phương tiện nghi vấn liên quan vụ tai nạn giao thông là ô tô tải biển số 79H01293. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã liên lạc các tổ cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ 1 để truy tìm tài xế liên quan. Đến chiều ngày 23 tháng 1, tổ cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện, bắt giữ xe tải mang biển số 79H01293 và người điều khiển là Nguyễn Ngọc Sơn, 29 tuổi, trú xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tại cơ quan điều tra, nam tài xế đã khai nhận hành vi của mình. Trước đó khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 1, khi Sơn đang di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, thì đã xảy ra va chạm với ông Trần Văn Lập, 40 tuổi, trú tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thời điểm trên ông Lập đi bộ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cát Hanh, thì xảy ra va chạm với một ô tô chạy hướng Bắc Nam. Hậu quả ông Lập tử vong tại chỗ, còn tài xế điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại đây, tài xế thừa nhận là người lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi va chạm với ông Lập tại địa điểm trên. Tài xế cũng cho rằng do lúc đó bối rối quá nên kéo nạn nhân vào lề đường rồi lái xe đi tiếp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ một nhân viên của trung tâm dạy trẻ tự kỷ, sau khi lên tiếng về thực trạng các bữa ăn của các em tại đây không xứng đáng với số tiền mà cha mẹ phải nộp. Ngay sau đó, người này đã bị giám đốc trung tâm ép phải nộp 50 triệu đồng vì đã làm xấu hình ảnh của trường. Mới đây, Công an huyện Thanh Trì cho biết đơn vị đã nhận được thông tin và đang tiến hành xác minh. Trước đó, trong bài đăng trên Facebook, tài khoản Hoa Sen đã chia sẻ những hình ảnh suất cơm của học sinh được cho là chụp tại một công ty tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Đây là trung tâm chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ em bị tăng động, tự kỷ, trẻ bị bệnh đau, chậm phát triển. Người đăng bài được xác định là bà VTS, sinh năm 1978, tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Bà S đang làm việc tại địa điểm nói trên. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc tại đây, bà chứng kiến những bữa ăn của các cháu không được đầy đủ chất dinh dưỡng so với số tiền gần 6 triệu đồng trên một tháng mà gia đình các cháu phải đóng cho trung tâm.
Theo lời kể, việc bà S gửi hình ảnh bữa ăn của trẻ cho phụ huynh đã bị giám đốc trung tâm phát hiện. Lãnh đạo trung tâm đã gọi bà S lên văn phòng để đe dọa và yêu cầu ký tên vào biên bản nộp phạt 50 triệu đồng vì nói xấu làm mất uy tín danh dự của trung tâm. Sau đó, lãnh đạo trung tâm đã tự lấy điện thoại của bà S rồi chuyển 10 triệu sang tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Liên quan đến sự việc trên, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang xác minh thông tin người phụ nữ tố bị trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ ép nộp phạt 50 triệu đồng vì gửi ảnh bữa cơm không đảm bảo chất lượng tới phụ huynh. Ông Nguyễn Văn Sung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã nắm thông tin sự việc, xã Ngũ Hiệp cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì mới đây cũng đã có buổi làm việc với các bên liên quan, nếu phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý. Ông Nguyễn Văn Sung cho biết, Ủy ban Nhân dân xã cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì đã có buổi làm việc với các bên liên quan, trong đó có Giám đốc Trung tâm Giang Sơn. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh làm rõ. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, thời gian gần đây các tỉnh miền Trung được coi là điểm nóng về ma túy. Ngoài việc phát hiện gần 3 tạ ma túy trôi dạt vào bờ, thì hàng loạt các vụ buôn bán tàng trữ ma túy cũng đã được triệt phá thành công. Trong đó có vụ phá đường dây ma túy siêu khủng, đưa số lượng lớn từ Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ. Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1, tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, thực hiện kế hoạch phá án, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban chấp hành Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Hải quan tỉnh Quảng Bình huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp các lực lượng đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng, gồm Đoàn Anh Duy, sinh năm 1992, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn; Cao Ngọc Dưỡng, sinh năm 2006, trú tại thôn Vân Trung, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn; và Trần Tý, sinh năm 1999. Trương Văn Tâm, sinh năm 1992, cùng trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tang vật thu giữ là 29.810 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng thuốc tân dược, khoảng 3 kg. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Tang vật có liên quan gồm một xe ô tô, một xe mô tô SH, 5 điện thoại, 73 triệu đồng. Quá trình đấu tranh xác định đây là đường dây tổ chức đưa ma túy từ thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị về thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, tiêu thụ với thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng đều được giao nhiệm vụ rất cụ thể, từ mua bán, giao hàng và thậm chí thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Bước đầu, đối tượng Đoàn Anh Duy và các đối tượng liên quan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, lực lượng phá án tiếp tục tạm giữ hình sự thêm 3 đối tượng liên quan, gồm Hồ Sĩ Dương, sinh năm 1996, trú thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn; Võ Quốc Mận, sinh năm 1996, trú thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị; và Lê Hải Nam, sinh năm 1990, trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, Công an thị xã Ba Đồn đã xác định được đường dây tổ chức đưa ma túy từ Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về thị xã Ba Đồn tiêu thụ với thủ đoạn hết sức tinh vi phức tạp. Các đối tượng đều được giao nhiệm vụ rất cụ thể, từ mua bán, giao hàng và thậm chí thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã tiến hành tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan. Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Nối tiếp chương trình sẽ là những nội dung mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Tài xế xe tải chạy cực liều lĩnh khiến hàng loạt xe chỉ biết đứng im. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế lái xe tải chạy cực liều lĩnh khiến hàng loạt xe chỉ biết đứng im, thu hút hàng chục bình luận từ người dùng. Trong đó, phần lớn các ý kiến bày tỏ bức xúc, lên án hành vi vượt ẩu của tài xế xe tải. Theo đoạn clip, tại đoạn đường vòng khuất tầm nhìn, tài xế vẫn điều khiển xe tải vượt ô tô phía trước. Hành vi trái luật của tài xế khiến phương tiện hai chiều phải dừng lại để tránh tai nạn. Từ vụ tai nạn trên, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch cho biết, luật giao thông đường bộ quy định về vượt xe tại điều 14. Theo đó, xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và tránh về bên phải. Theo khoản 2 điều 14 luật giao thông đường bộ, khi vượt, các xe phải vượt về bên trái. Trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải: khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái, khi xe điện đang chạy giữa đường, khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được. Đối với người Việt, lễ rằm tháng Chạp được coi là lễ cúng tổng kết cho một năm. Vì thế đây thường là dịp được các gia đình chuẩn bị chỉnh chu, tươm tất. Chính vì vậy mà thị trường hàng hóa dịp này, đặc biệt là đồ lễ thắp hương, nguồn cung khá dồi dào. Các mặt hàng như hoa quả, giò bánh, bánh mứt kẹo, đồ lễ thắp hương rất phong phú và đa dạng. Năm nay giá cả không tăng, tuy nhiên theo chia sẻ của người bán, sức mua chưa được như mong đợi.
chị Lê Thị Hoa, tiểu thương chợ Thanh Hà chia sẻ, từ đầu tuần mọi người cũng mua nhiều hoa để thắp hương do sắp đến ngày rằm. Giá cả có tăng hơn một chút không đáng kể, nhưng sức mua cũng kém do tình hình kinh tế chung. Gần 3 giờ ngày 25 tháng 1, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy biển số 93P239466 chạy trên đường Nguyễn Thái Sơn hướng từ phường Phan Văn Trị qua đường Vườn Lài. Khi xe lên dốc cầu sắt An Phú Đông bên phía địa bàn phường 5, quận Gò Vấp, chiếc xe cùng hai thanh niên ngã xuống đường, trượt dài về phía trước rồi va vào thanh cầu. Tai nạn làm một thanh niên tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, công an quận Gò Vấp đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Tới gần 6 giờ, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới có công văn về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024-2025. Theo đó, Sở hướng dẫn các đơn vị xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của năm học dựa trên việc thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong văn bản hướng dẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm các biểu mẫu xác định chỉ tiêu tuyển sinh của từng loại hình trường để các đơn vị, các trường thực hiện. Các nhà trường căn cứ các điều kiện thực tế, nguồn tuyển, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của đơn vị mình. Hạn cuối để các trường nộp hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh về sở là ngày 29 tháng 1. Còn chưa đầy 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng một số nhà xe cho biết tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên và các tỉnh phía Bắc vào ngày từ 24 đến 28 tháng Chạp đã bán hết vé. Ngày 23 tháng 1 tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, các quầy bán vé đã mở bán vé Tết. Tuy nhiên, đa phần người dân đều chủ động đặt vé online nên trên quầy vé không có tình trạng xếp hàng mua vé. Tại bến xe cũng đã lác đác người về quê, chủ yếu là sinh viên. Đại diện nhà xe Nguyên Phụ, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Tây Nguyên cho biết, nhà xe đã mở bán vé xe về quê dịp Tết từ lâu. Hiện tuyến đi Tây Nguyên có rất nhiều vé được đặt online, cao điểm là từ ngày 24 Tết. Hành khách đặt vé giữ chỗ sẽ phải đặt cọc trước hoặc thanh toán online. Riêng giá vé từ ngày 20 Tết trở đi sẽ tăng từ 40 đến 60% để đáp ứng nhu cầu đi lại cho hành khách. Đặc biệt là vào cao điểm Tết Nguyên đán, nhà xe sẽ nỗ lực tổ chức các tuyến thành phố Hồ Chí Minh Tây Nguyên liên tục, giải tỏa hành khách tốt nhất. Tương tự, nhà xe Huệ Nghĩa, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội cho biết, hành khách đã đặt kín vé từ ngày 24 tháng Chạp, giá vé khoảng 2 triệu đồng một vé. Vì vậy, nhà xe Huệ Nghĩa đã lên phương án tăng cường thêm nhiều xe về Hà Nội từ sau ngày 25 Tết để phục vụ người dân về quê. Đại diện nhà xe Phương Trang cũng cho biết, các tuyến về Tây Nguyên và miền Trung đã được hành khách giữ chỗ từ 2 tháng trước. Với nhu cầu đi lại tăng cao, nhà xe Phương Trang đã bố trí xe tăng cường để phục vụ người dân về quê ăn Tết. Riêng các chặng về miền Trung, nhà xe Phương Trang đã bố trí khoảng 110 chuyến xe từ ngày 18 đến ngày 25 âm lịch. Tất cả đều sẵn sàng phục vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Huân, Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây cho biết, các tuyến về khu vực đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là chặng ngắn. Thời gian quay đầu xe nhanh nên bến xe luôn đảm bảo việc đáp ứng đủ xe phục vụ người dân về quê ăn Tết. Hiện nay đa phần người dân đều chọn các hãng xe uy tín, có thương hiệu và đặt vé online. Cao điểm rơi vào các ngày 27, 28 và 29 Tết nên không có tình trạng xếp hàng mua vé. Hiện bến xe đã chuẩn bị mọi phương án, phương tiện phục vụ người dân về quê ăn Tết. Đại diện bến xe miền Đông mới, thành phố Thủ Đức cho biết thời gian phục vụ Tết từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp, 10 ngày trước Tết với khoảng 87.000 chỗ. Hiện các đơn vị vận tải đã bán vé đặt chỗ là 39.079 chỗ, còn lại 47.920 chỗ. Theo vị đại diện, hiện bến xe đã hết vé xe giường nằm ở một số tuyến như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên vào các ngày từ 24 đến 28 tháng Chạp. Tuy nhiên, các đơn vị vận tải như công ty Chín Nghĩa, công ty Bình Tâm vẫn tăng cường xe ghế ngồi để phục vụ hành khách. Đối với những ngày thấp điểm từ 20 đến 23 và từ 29 đến 30 tháng Chạp, số lượng xe giường nằm vẫn còn để phục vụ hành khách. Hiện những ngày cao điểm, hành khách có thể sử dụng xe ghế ngồi chất lượng cao tại bến xe miền Đông mới đi về các tỉnh thành phố. Theo thông tin từ các đơn vị, lượng vé hành khách đặt chỗ các ngày 26, 27 và 28 tháng Chạp đạt khoảng 99%. Riêng các ngày khác đạt khoảng 75% theo kế hoạch đề ra. Bến xe cam kết đáp ứng đầy đủ 100% phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Hiện có 8 trên 75 đơn vị vận tải chuẩn bị xe tăng cường trong dịp Tết. Cuối chương trình sẽ là những tin tức về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh,
ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong những ngày tới, nhiều khu vực rét đậm, rét hại, nhiệt độ nhiều địa phương miền núi dưới 0 độ C xuất hiện băng giá. Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 26 tháng 1. Ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 25 tháng 1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8 đến 10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9 đến 11 độ. Riêng thủ đô Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất 12 đến 14 độ. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động tham quan du lịch, an toàn của phương tiện tham gia giao thông. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác, riêng đêm ngày 24 tháng 1 cục bộ có mưa to và dông, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.